Trước khi xem, các bạn hãy bỏ ra một giây để ấn like, ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh và theo dõi những tập mới trên kênh nhé. Chúc các bạn xem vui vẻ. Thế nào, các người đã nghĩ xong chưa? Bọn họ có lẽ cũng hiểu hoàng đế không chỉ là ngồi trên hoàng vị hưởng thụ quyền thế thao thiên trên vạn người, mà là mang theo kỳ vọng của bách tính trong thiên hạ, phụ trách dân sinh của bách tính. Quyền lực càng lớn thì trách nhiệm càng lớn. Nếu như trong lòng nghĩ làm hoàng đế thì có thể muốn làm gì thì làm, cậy thế bắt người, vẫn không nên chạy ra ngoài tiến cử bản thân. Cho nên nếu không ai tiến cử, vậy thì người mà bổn đương ra tiến cử chính là Lý Uyển Nhi. Cả trại Cáp Mô có thể xử lý tất cả nội chính, lại có thể vỗ về lòng dân, người hiểu rõ thưởng phạt. Ngoại trừ Lý Uyển Nhi thân là tổng quản nội chính phủ, còn có ai thích hợp hơn cô ấy? Đại đương gia thuộc hạ biết sai rồi. Đại đương gia muốn làm gì chúng ta sẽ nghe theo đại đương gia. Không, các người vẫn không thể hiểu được ý của ta. Lý tổng quản xung đế không đại diện chủ nhân của trại Cáp Mô sẽ biến thành Lý Uyển Nhi. Cũng không có nghĩa bổn đương gia sẽ lui về tuyến hai. Cái gọi là trại Cáp Mô là của thiên hạ, người có năng lực mới có thể ngồi vào vị trí này. Mà Lý Uyển Nhi thân là đại tổng quản nội chính cầu trại Cáp Mô, bây giờ cô ấy quan là đất của Lương Châu. Đợi chúng ta lấy được thiên hạ, cô ấy sẽ quản lý cả đế quốc, mượn huyết mạch hoàng gia và danh tiếng của cô ấy xưng đế, chúng ta có thể giảm thiểu đi rất nhiều phiền phức không cần thiết. Có thể danh chính ngôn thuận triệt để thoát khỏi danh tiếng sơn tặc, thu hút càng nhiều nhân tài bách tính hơn. Mà mọi người đối đãi với Lý tổng quản giống như trước đây, chỉ là xưng hô thay đổi, từ Lý tổng quản thành bệ hạ mà thôi. Nhưng mà trại Cáp Mô và chế độ đế vị cầu đế quốc trước đây cũng không giống nhau. Bởi vì trại Cáp Mô cũng là nhà thiên hạ. Nhưng mà nhà này cũng không giống với chế độ cha truyền con nối của nhà thiên hạ trước đây, đại gia trưởng của nhà này vẫn là ta. Ta, Trình Đại Lôi mới là đại đương gia của trại Cáp Mô. Chế độ đặc thù này là để chống lưng cho tiên nhân đứng sau ta quyết định. Hơn nữa các vị tầm nhìn phải đặt xa hơn một chút, thiên hạ này đâu chỉ có một mình đất cầu đế quốc. Đợi trại Cáp Mô tiếp tục phát triển, khai thác lãnh thổ, lấy được càng nhiều đất đai hơn cho đế quốc. Đến lúc đó cũng sẽ xem tình hình mà tiến cử người có tài năng xưng đế. Cho dù là ai làm hoàng đế, đều chỉ có một tiền đề, phải có năng lực mưu cầu phúc lớn hơn cho bách tính trong thiên hạ, không phải là ngồi không ăn bám, ngu dốt. Ta muốn quét sạch yêu ma quỷ quái, trả lại càn khôn cho thiên hạ, ta muốn thiên hạ này là đất của trại Cáp Mô ta. Thuộc hạ hiểu rồi. Các vị huynh đệ, Uyển Nhi bất tài, nhận được sự yêu thích của đại đương gia. Giống như đại đương gia nói, Uyển Nhi đang lên đế vị không phải là vì tham lam quyền hành, không phải là mượn xác hoàn hồn cho hoàng tộc của Lý gia. Uyển Nhi ta muốn giải cứu người trong nước, ta muốn trừng trị tham quan vô lại, ta muốn tiêu diệt khoảng cách giàu nghèo. Ta muốn người nghèo sống có tôn nghiêm, ta muốn bách tính không còn bị áp bức, ta muốn tất cả mọi người đều tốt đều vui vẻ. Mặc dù nghe có vẻ là chủ nghĩa lý tưởng, thậm chí là có hơi ấu trĩ là lực cười, nhưng đây chính là chuyện ta mong chờ có thể làm được. Nếu như có một ngày Lý Uyển Nhi ta vì sơ tâm của bách tính trong thiên hạ mà thay đổi, bắt đầu mưu đoạt tư lợi, ngồi không ăn bám, các vị huynh đệ có thể kéo ta xuống khỏi vị trí đó. Thậm chí không cần các huynh đệ ra tay, sẽ có đại đương gia tự tay xử trí, Uyển Nhi cũng không lời oán trách nào. Các vị huynh đệ chỉ xem Uyển Nhi, chỉ xem tài năng và quyết tâm Lý Mỗ cai quản trại Cáp Mô, xử lý chính vụ của Lương Châu. Nếu các vị huynh đệ cảm thấy Lý Mỗ có thể gánh vác được trách nhiệm này, xin hãy ủng hộ, Lý Mỗ ở đây cảm ơn. Hai, Lý tổng quản. Ta vốn cho rằng cô sẽ nói một vài lời nữ tử đương chính đại nghịch bất đạo, làm trái với tập tục quan niệm truyền thống. Hy vọng chúng ta hãy vứt bỏ quan niệm của quá khứ để ủng hộ cho cô, nhưng cô về phương diện này ngược lại là một câu cũng không nhắc tới. Ngược lại, mà là trực tiếp phát biểu suy nghĩ trong lòng, như vậy, chỉ xem tài năng và hoài bão. Minh Ngọc công chúa đại nhân, không còn con nít giống như trước đây nữa. Lý tổng quản kẻ địch mạnh ở trước mắt, làm phiền rồi. Bản lĩnh của cô ta phục rồi, ta không có ý kiến. Nếu như đại ca đều nói như vậy rồi, ta cũng không có ý kiến. Chỉ cần đại đương gia vẫn là đại đương gia của chúng ta, ai làm hoàng đế thì đã sao, hơn nữa nghe ý của đương gia, hoàng đế cũng phải nghe theo địa đương gia. Báo ca cũng không tranh giành với cô nữa.
Nếu như đại đương gia đã lên tiếng, lão tử cũng không muốn tranh với cô nữa đâu. Uyển Nhi cố lên, trách nhiệm quản lý tốt một đế quốc rất là nặng đấy. Lý Tổng Quản là một mình quản lý nội vụ của trại Cáp Mô. Nếu như cô ấy năng lực không đủ, trong trại còn ai có thể chứ? Các ngươi ai có thể làm được? Uyển Nhi ta thật sự là có chuyện gấp muốn tìm muội, bây giờ cũng chỉ có muội mới có thể cứu ta được. Ta ủng hộ. Cảm ơn. Cảm ơn mọi người. Tốt, chuyện này cứ quyết định như vậy. Tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục bàn bạc phát triển sau này của trại Cáp Mô. Hội nghị dài dằng dặc trước nay chưa từng có. Tiếp tục kéo dài trong 3 ngày. Suy nghĩ đến đủ thứ chuyện, không thể xác định có thể xảy ra. Tất cả mọi người tiếp thu ý kiến quần chúng, đặt ra rất nhiều phương án. Từ số người hậu cần, động viên lòng dân, hỏa khí của nội chính, đến chiêu binh mãi mã của quân đội, thăm dò tình hình kẻ địch, đóng giữ biên cương, bố cục và mưu lược. Mà Uyển Nhi ở trong đó đã thể hiện ra tài năng nội chính không gì sánh được, triệt để khiến tất cả mọi người phải khuất phục. Cuối cùng ngày Uyển Nhi xưng đế, nhất định là vào ngày khai xuân, ngày mồng 1 tháng 2. Mà Trình Đại Lôi sáng sớm ngày mai phải dẫn dắt đội khai hoang tiến hành khai hoang thời gian dài 3 tháng. Hội nghị kết thúc, nhiều người lần lượt giải tán, về nghỉ ngơi. Nửa đêm, bay lên rồi. Ăn đào. Trước khi ngủ không được ăn. Không đuổi kịp, tỷ tỷ chạy nhanh lên. Được rồi, quay về phòng ngủ đi, không ngủ sớm tỷ không cao được đâu. Đại Lôi, muộn như vậy rồi vẫn chưa ngủ sao? Tiểu Anh, phu quân. Chúng ta đã bao lâu rồi vẫn chưa ngồi với nhau như vậy? Quên rồi, sao đột nhiên lại hỏi cái này? Mỗi lần chàng cảm thấy phiền muộn, đều sẽ ngồi một mình ở trong sân. Lần này đang còn buồn phiền chuyện gì? Có ta đây, nói cho ta nghe đi. Bây giờ đại chiến sắp tới, cho dù là liên tục mở hội nghị 3 ngày, nhưng vẫn không đủ. Tất cả chư hầu ở dưới sự khống chế của thiên tứ, ta vừa không tìm được cơ hội ly gián, cũng không thể nào sắp xếp nội gián. Đến lúc đó, hai bên chỉ có thể va chạm thật sự, người chết ta sống, không có bất cứ xoay chuyển nào. Nhưng nói thật, thiên tứ tích lũy mấy nghìn năm, át chủ bài quá nhiều. Thời gian để lại cho ta không đủ một năm. Nhất định phải cố gắng đem tất cả mọi thứ có thể thăng cấp chiến lược cho trại Cáp Mô. Bây giờ đã là tháng 10 rồi, nhưng mà chuyện ta có thể làm có cái gì? Chiêu binh mãi mã, điểm tướng, hoàn thiện chính lệnh, khai hoang làm ruộng, khai thác mỏ, khoa cử, tuyển chọn nhân tài. Xây dựng xưởng thuốc nổ, công nghiệp dệt may, xưởng xi măng, công nghiệp cách mạng, phát triển công nghiệp nông nghiệp. Thúc đẩy chính sách pháp lệnh của thời đại siêu Việt, cưỡng ép tiến hành cải cách quyết đoán, không được nhất định là sẽ xảy ra vấn đề. Đồ của thời đại siêu Việt mua từ của hàng của hệ thống, bản đồ súng ống, sách cổ kiến thức. Những thứ này ở trên chiến trường cũng không có tác dụng gì lớn. Chuyện cần làm và có thể làm quá nhiều, hình như đều là nơi phải động tâm tư, mỗi cái đều không giống nhau. Mỗi cái đều cần mấy năm, thậm chí là cần thời gian mấy chục năm. Nhưng bây giờ ta nhanh nhất, chính là thời gian. Ngày mai sẽ dẫn đội ra ngoài khai hoang, bây giờ ta thậm chí không dám nghỉ ngơi. Đại Lôi, có lúc, ta lại nghĩ, tính mạng của bản thân và người mình thương nhất đều nằm trong nguy hiểm, vậy còn có chuyện gì mà không thể làm? Ta thậm chí có thể trực tiếp dùng đài điểm tướng triệu hoán người phàm yếu nhất, sau đó lấy bọn họ để quét giá trị sợ hãi, đại khai sát giới. Sau đó dùng giá trị sợ hãi đổi người, tuần hoàn nhiều lần như vậy, hiệu quả đem người chuyển hóa thành lực chiến đấu tức thời, xem người là một con số. Chỉ cần mở rộng con đường, làm người vô tội bị thương, tàn sát yếu nhất, hấp tụ giá trị sợ hãi hiệu quả cao, bước vào nội tình đạo đức, sa đọa biến thành ma quỷ. Chỉ cần có đủ giá trị sợ hãi, cho dù là có bao nhiêu kẻ địch, đều không phải là đối thủ của trại Cáp Mô. Chỉ cần ta thuyết phục bản thân đó là hy sinh cần thiết, cái chết của bọn họ là vì tương lai của đế quốc. Trại Cáp Mô gánh vác sứ mệnh vĩ đại,
do ta đến thực hiện tội ác cần thiết, chỉ cần làm như vậy, đánh thắng trận này không khó. Chỉ cần thắng được trận này, để lại cho đế quốc một tương lai tươi đẹp vô hạn, mà để lại cho ta, chính là mắng chửi của thế giới đối với ta, bao gồm cả bản thân ta cũng làm vậy. Nếu như đi đến bước này, ta và thiên tứ có gì khác biệt, đây chính là suy nghĩ lung lay của ta, tuyệt đối không thể bước đến bước này. Cho dù đánh thắng được trận này rồi, còn có vấn đề lớn nhất và khó nhất không giải quyết được, đó chính là đối diện với một lão quái vật không ngừng đoạt xá sống hơn 5.000 năm linh hồn bất diệt, hoàn toàn không cùng một tầng tự với người phàm, đã vượt qua sống chết. Ta phải làm thế nào mới có thể giết chết hắn? Hoàn toàn không có manh mối, cho dù ta giết sạch thế lực của thiên tứ, nhưng chỉ cần không giết chết thiên tứ, hắn sớm muộn cũng sẽ quay lại, đến cuối cùng ta vẫn thua. Còn có cô ấy đối với ta mà nói còn quan trọng hơn cả trại cáp mô, còn quan trọng hơn bản thân ta. Ta đồng ý với cô ấy sẽ không để cô ấy ra tay lần nữa, cô ấy tuyệt đối không hy vọng ta biến thành thiên tứ. Mọi người xem tới đây đừng quên ấn like và đăng ký kênh để đón xem sớm nhất những tập mới khi ra nhé.